Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn một clip ngắn hướng dẫn cách lắp CPU vào main và RAM vào main. Trước tiên, việc tất nhiên là các bạn phải xem main của mình có phần chipset cũng như đề gắn chip, tức là phần socket có phù hợp với CPU mà bạn định lắp hay không. Sau đó các bạn chọn mua CPU theo thông số của main hỗ trợ. Sau đó các bạn chọn mua CPU theo thông số của main hỗ trợ. Sau khi đã mua thì việc đầu tiên là các bạn tháo CPU ra khỏi vỏ hộp. Đây chính là CPU hay con chip xử lý chính của máy tính của chúng ta. Và đây là quạt tản nhiệt. Các bạn để ý quạt tản nhiệt. Bây giờ hầu như đế quạt phần tiếp xúc với lưng CPU để tản nhiệt bao gồm bao giờ cũng được chát sẵn keo. Với một số loại, nếu các bạn không thấy lớp keo tản nhiệt chát sẵn trên lưng quạt thì các bạn nên mua một tuýp keo tản nhiệt riêng. Có thể mua loại xịn hay loại rẻ tiền. Vì các bạn như đây, tôi mua loại keo tản nhiệt Transistor, thông thường bán rất nhiều ở các cửa hàng điện tử. Nhưng vì quạt tản nhiệt của chúng ta đã có sẵn keo tản nhiệt cho nên tôi sẽ không cần dùng tới. Để lắp CPU thì trước tiên các bạn tháo phần gá giữ ở main ra như thế này. Sau đó các bạn bỏ CPU ra khỏi vỏ. Các bạn lưu ý nguyên tắc cầm tất cả các linh kiện điện tử chúng ta cầm vào phần cạnh sau, tức là phần ít có chân tiếp xúc nhất. Đấy là nguyên tắc cầm chung. Sau đó các bạn để ý CPU có hai phần khuyết lẫy tại đây và tại đây, tương ứng với hai phần gá định hướng ở trên socket. Các bạn đặt CPU lên, kiểm tra chắc chắn bốn góc, xem đã chạm, xem đã tụt xuống hết chưa. Nếu đã chạm rồi, các bạn gá phần giá kẹp chip này lại. Sau đó các bạn kẹp thanh nại xuống và cài vào phần giá giữ. Như vậy là việc gắn CPU của chúng ta đã xong. Tiếp theo là phần gắn quạt tản nhiệt. Trước tiên các bạn sẽ phải tìm chân cắm CPU fan trước. Thì như ở đây các bạn thấy, chúng ta có chân cắm CPU fan, có chữ CPU fan nếu như các bạn có thể nhìn rõ. Tiếp theo các bạn đặt quạt tản nhiệt lên và gỡ dây làm sao cho khi cắm vào CPU fan dây ít lòng thòng ở ngoài nhất. Ví dụ như sau khi tôi cắm dây như này thì quạt tản nhiệt của tôi sẽ được bắt như thế này, hoặc theo chiều này cũng được, miễn làm sao cho dây gọn. Tuy nhiên các bạn cũng phải kiểm tra bằng cách xoay quạt để xem cánh quạt có bị chạm vào dây không. Như ở đây các bạn thấy cánh phía này chạm vào phần dây quạt này và cánh này chạm vào dây này. Chúng ta sẽ phải nới dây ra. Như vậy sau khi nới ra các bạn thấy quạt đã quay và không bị chạm dây vào đâu cả. Chúng ta đã có thể tiến hành lắp. Các bạn, nếu các bạn nhìn được thì ở trên các góc này, ở trên các chốt giữ này có phần mũi tên chỉ sang hướng như này. Sau khi chúng ta ấn phần chân chốt xuống, chúng ta sẽ xoay chốt theo chiều như này, ngược chiều kim đồng hồ để chúng ta khóa lẫy lại. Các bạn lưu ý ấn chéo trước, hai vị trí chéo nhau trước, tiếp theo sẽ đến hai vị trí chéo như này. Một tay các bạn nâng ở dưới main, một tay các bạn ấn. Sau khi ấn xong, các bạn dùng tô vít hai cạnh xoay theo chiều của mũi tên để khóa chốt lại. Các bạn lưu ý nhẹ nhàng, không để đầu tô vít chọc mạnh xuống main, sẽ gây hỏng main. Quay lại quạt một lần nữa để đảm bảo không bị vướng vào đâu.
Sau đó chúng ta sẽ gắn RAM. Các bạn lưu ý khi cầm RAM chúng ta cũng không cầm vào hàng chân. Và nếu RAM không có phần tản nhiệt chúng ta cũng cố gắng cầm theo chiều này, để tránh chạm trực tiếp vào chân cũng như mạch. Bởi vì nếu cơ thể chúng ta tĩnh điện thì có thể làm hỏng thiết bị. Sau đó chúng ta gạt mở lẫy chốt RAM ra. Chúng ta đặt RAM lên. Để ý đây là phần rãnh, đây là phần chốt khóa ở dưới main. Chúng ta đặt sao cho khớp. Sau đó các bạn ấn nhẹ xuống. Có thể mạnh một chút. Sau khi ấn xuống, hai lẫy giữ RAM kẹp chặt vào, như vậy là đã được. Sau đó chúng ta có thể tiến hành đấu thêm ổ cứng, cạc màn hình hoặc là nguồn, vân vân, để bắt đầu tiến hành chạy được chiếc PC của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành lắp ổ cứng. Ổ cứng bây giờ tất cả đều đã sử dụng chuẩn SATA trừ ổ cứng server. Vì vậy chúng ta cắm cáp SATA, thì đầu tiên chúng ta cắm cáp vào ổ cứng. Đầu còn lại chúng ta cắm xuống main. Việc cắm này thì các bạn lưu ý, tốt nhất chúng ta nên cắm bắt đầu từ chân SATA có số hiệu nhỏ nhất. Ví dụ ở đây main của tôi có 4 chân SATA, có đánh số thứ tự SATA 1, SATA 2 và SATA 3, SATA 4. Thì tôi sẽ ưu tiên, ổ đầu tiên sẽ cắm vào chân SATA 1 trước. Tiếp theo về phần nguồn. Nguồn máy tính thì cấp nguồn chính bao giờ cũng là một chân có bản rộng. Các bạn có thể nhìn thấy rõ ở đây. Chân này gọi là dạng chân 24 chân. Chúng ta tìm chân tương đương ở trên nguồn. Các bạn lưu ý một số nguồn đời cũ chỉ sử dụng chân 20 chân. Như thế này, các bạn cắm vào sẽ thấy thừa ra 4 vị trí chân cắm trên main. Thì một số nguồn đã có phần đầu bổ sung này. Còn nếu không có thì các bạn nên mua một nguồn mới có 24 chân để có thể sử dụng. Các bạn cài phần chân này lại cho đủ 24 chân với nguồn có phần bổ sung. Sau đó các bạn cắm. Các bạn lưu ý chúng ta không thể cắm ngược. Chúng ta không thể cắm ngược chân nguồn 24 chân này được, bởi vì chân đã được đánh dấu theo chuẩn. Tiếp theo, với các CPU hiện đại bao giờ cũng có một chân nguồn riêng để cấp nguồn cho CPU. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy. Chúng ta tìm chân tương ứng, sau đó chúng ta cắm vào đấy. Trong quá trình cắm nguồn các bạn lưu ý không để dây dẫn chèn vào quạt tản nhiệt. Tiếp theo chúng ta cắm nguồn cấp cho ổ cứng. Đây là kiểu chân nguồn SATA. Các bạn cắm vào. Giống như trò chơi xếp hình, rất đơn giản phải không ạ? Như vậy nếu cần cắm bổ sung thêm cái gì, các bạn sẽ tìm hiểu cách cắm và gắn thêm vào máy tính. Còn lại một chiếc máy tính như này, chúng ta bắt vào cây và đã có thể khởi động lên bình thường. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.